Bỏ đồ ăn. Trời ơi. Nè bây giờ lượm con lượm ăn đi, lượm ra ngoài ăn, lượm ăn đi, thôi bỏ đồ ăn đi chứ. Ừ. Đồ ba huấn luyện từ nhỏ lắm rồi bỏ đồ ăn. Đỏ. Con lượm con ăn đi, nhà con ăn đi. Con ăn đi. Con ăn liền. Trời ơi. Ba thương lùi quá, ba dạy lùi từ nhỏ giờ lùi không bỏ đồ ăn luôn, ba liền mang nghe cô chú. Lùi ơi cho ba miếng bưởi đi. Hái đồ ăn mà bưởi gì. Lùi ơi. Lô ơi, cho ba miếng bưởi đi. Đồ ăn nè. Cho ba miếng đi, ba đói bụng quá. Cho ba miếng nha. Ôi ơi, coi. Lô cảm ơn Lùi nha. Lô có rớt đau Lùi làm bộ quá. Lô có rớt Lùi ăn đây, làm ai. Thôi Lùi ăn đây. Cho dở quá. Cô chứ coi nha, giờ Lùi mà người mà làm tốt cũng là người sẽ cái lầm lên á, tại ba không cho bỏ đồ ăn từ nhỏ rồi vệ sinh cạn nhưng mà giờ không cho con biết đồ ăn. Nè Lùi cầm đi ăn đi. Rớt hả? Rớt hả? Rớt rồi, rớt đâu? Đâu rớt đâu? À, ba làm rớt rồi, thế chào ba làm rớt rồi Lùi ơi. Nè, ba làm rớt rồi giờ sao? Đồ ăn rớt này giờ sao? Đây. Giờ sao? Ồ, đúng rồi Lùi, lượm nên ăn rồi, rồi giỏi quá, thôi cái đó rác nha, rồi Lùi ăn đi nha. Kiểu mình tập cho bé từ nhỏ chứ không bao giờ dơ giấy mà kiểu đó. Nếu mà không phí sao người lại lớn lên biết sao cũng tiết kiệm á. Nên từ nhỏ lượm ăn là lượm ăn. Lùi ơi, thương ba không? Ấm à. Trời ơi, con lấy cho bạn miếng bưởi anh. Tôi cảm ơn Lùi nha. Lùi ăn đi. Lùi cho mẹ đi. Mẹ ơi. Rớt rồi. Lượm đi cho mẹ. Lùi cho mẹ ơi đi. Mẹ ơi đi. Lùi ăn rồi. Mẹ cảm ơn. Lùi ơi. Lùi ơi. Em khóc rồi Lùi ơi. Em khóc lên lầu cho em nha. Lên lầu cho em liền nhanh lên. Em khóc, Lùi lên lầu cho em liền nhanh lên tí. Không hiểu em hả? Em khóc kìa. Nhờ cho Lùi nè. Không biết lạ ba hả? Lùi ơi. Anh tên lạ ba. Lạ ba. Nhớ quá. Rồi. Bên em hả? Có đâu á? Có em hả Lùi?